hai trăm mạng luôn. Còn chị con có mỗi hai mạng. Vậy con chắc cho chị ấy thêm. Chị cảm ơn em nha. Dạ không có gì đâu chị, nếu chị cần em thì cứ nói cho em nha. Ok em. Hello Quy. Số mạng của cậu nhiều ha. Nãy giờ cô đi xem mạng giùm gái cô, nó còn có một mạng mà nên bị bệnh rất nặng, nhưng không ai cho hết. Để cô cho em với bạn thêm mạng ha. Trời, cảm ơn ông nhiều nha. Không có gì đâu. Con về rồi đây. Sao con ngồi có 100 mạng vậy? Thật chứ người quà có thấy nhiều người có ít mạng quá nên con cho họ một chút. Con xài cho tiết kiệm vào, hoài nghĩ sao không bằng một chút đi. Con thấy không sao đâu mà. Hello, ai gọi vậy? Cái gì? Có bệnh viện mẹ, chị con gặp cứu bị cái nạn rồi. Bác sĩ làm ơn cứu chịu đi. Chịu cậu bị rất nạn, cần có chiến chiến mẹ mới cứu được nó nha. Hãy giờ bạn sống con gái cứu chị ấy. Nhưng cậu chỉ còn một mạng sống duy nhất thôi. Một mạng cũng còn sống được mà. Mẹ không cho con làm như vậy, hay nghĩ có mấy không mình chết đi. Việc quan trọng bây giờ mình phải cứu chị ấy trước. Cậu có suy nghĩ chắc chưa? Cứu chị ấy liền đi bác sĩ. Rồi cậu đi theo cô. Ủa chị hai chưa khỏe rồi hả? Chị khỏe rồi em. Sao chị có cái 100 mạng gì vậy? Chị cũng không biết nữa, hay chị cảnh vậy đó hay rồi. Chị hai ơi, em bị siêu cảm cúm hay gì rồi đó. Em nghĩ em không qua khỏi nữa, chị cho em một ít mạng được không? Không được đâu, chị không để dành mạng cho sau này nữa. Nhưng em mới cứu chị đó. Chị có muốn em cứu không? Đi xin ba mẹ đi kìa. Ba mẹ đâu mất tiêu hết rồi. Các cậu ơi, ở đây có ai cho em thêm ít mạng được không? Không có đâu, ơi, con xài hao quá thì con chịu đi. Ừ. Quý, cậu bị sao hết? Mình không còn mạng sống nữa. Mình nghĩ mình không qua khỏi rồi. Cậu thấy trong người thế nào rồi? Mình không còn sức nữa rồi. Khoan. Ủa gì vậy? 100.000 mạng sống. Đừng có nói là sao cậu có được nha. Sao con có nhiều mạng sống hả? Con không biết nữa. Với cái nhà mà có mạng sống thì cứ nói với con nha. Con sẽ cho hết. Huy ơi, đợi đã. Có biết ông ở cho cô đúng không? Không phải cô đâu mà là em gái của cô cho ông đó. Chú cô đi sang mẹ vậy em gái cô mà không ai cho. Có mỗi ông mà cho em gái của họ. Nhưng em gái cô có 1 triệu mạng gần, nó muốn hủ mọi người thôi đấy. Mà em đứng dụng sức mạng người để làm gì? Có xe làm giống em gái của cậu, giúp đỡ những người khác.